Xin chào anh em. Khi mà nói tới Sơn Mài thì anh em thường nghĩ tới những bức tranh rất là đẹp. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một cái kính nó có sơn mài, đó là cái kính của Cartier. Các cái điểm sơn mài của Cartier thì nó nằm ở ba điểm nhấn, đó là cầu giữa, càng bên phải và càng bên trái. Có thể nói ba cái điểm nhấn này nó được vẽ bằng tay, cho nên là nó cực kỳ là tinh tế, anh em có thể nhìn qua. Chiếc càng của nó dài 145, và cái điểm của nó yêu thích của chiếc càng này đó là cái phần chuôi của nó sẽ uốn vào phía trong, cho nên đeo sẽ rất là ôm tai ở phần phía sau. Cầu vẫn là cầu 18, khá là đặc trưng, chuôi đen. Chiếc này thì anh em có thể thấy khi mà mình đeo lên nó khá là thanh lịch, nó nhẹ nhàng. Những chiếc như thế này thì ăn mặc công sở hoặc là với một cái phong cách nó cực kỳ là giản dị, áo trắng sơ mi thì anh em sẽ lên phố đồ nó sẽ rất là đẹp. Với những chiếc kính như thế này thì anh em nên cắt mắt vuông, bởi vì nam giới nên cắt mắt vuông một chút thì nó lên chân kính nó sẽ khá là đẹp. Và cái dòng mắt như thế này thì hiện nay trên thị trường nó có rất dòng mắt tốt, đó là Essilor hay là ZX của Đức. Xin cảm ơn anh em. Các thông tin chi tiết thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại của mình 0978 333 689. Xin cảm ơn anh em.